lại còn khóc lớn hơn. Nước mắt nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa. Người dân còn đang bận rộn chúc mừng, hoàn toàn không để ý đến việc ba người đã bỏ chạy. Đợi mọi người phản ứng lại, ngọn lửa đã biến thành một làn khói trắng. Để giúp anh ấy về nhà, Jack quyết định dùng chiếc bánh mì ma thuật. Cậu đào một chiếc hố dưới đất, chôn chiếc bánh mì xuống với khuôn mặt ngập tràn hy vọng. Ba người đứng đợi rất lâu, nhưng mặt đất vẫn không hề có động tĩnh gì. Jack lúc này mới nhận ra mình bị lừa, trong lòng vô cùng buồn bã. Mẹ nắm lấy tay cậu, cổ vũ cậu đừng bỏ cuộc. Ma thuật thật sự trên đời chính là ý niệm của con người. Chỉ cần có lòng tin, bánh mì sẽ có thể mọc thành cây lớn. Jack nhắm mắt lại, liên tục cầu nguyện trong lòng. Vài phút sau, chiếc bánh mì đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất. Lúc này, mọi người đã đuổi đến. Jack bị khiếp sợ, không cẩn thận ngồi lên chiếc bánh mì. Chiếc bánh mì lớn lên một cách nhanh chóng, đâm thẳng lên những tầng mây giống như tên lửa. Người khổng lồ thấy Jack gặp nguy hiểm, nhanh chóng bò lên chiếc bánh mì để cứu người. Thợ săn độc ác cầm lấy một chiếc rìu, hung hãn chặt vào chiếc bánh mì. Cây bánh mì rung lắc dữ dội. Jack ở trên đỉnh không cẩn thận ngã xuống. Người khổng lồ giơ tay muốn đón lấy Jack, đồng thời cũng ngã từ trên cây bánh mì xuống. Jack nặng nề đè lên người của anh ấy, sau đó lại bị bật ngược lên. Bụng của người khổng lồ giống như một chiếc đệm lò xo. Jack chơi rất vui vẻ, nhảy lên nhảy xuống. Thấy hai người chơi đùa vui vẻ, người dân cũng không nhịn được mà bắt đầu hoan hô. Hóa ra người khổng lồ không hề đáng sợ như truyền thuyết nói. Nhưng thợ săn vẫn tiếp tục làm loạn. Cây bánh mì bên cạnh đột nhiên ngã về phía nhóm người. Bánh mì giống như đã nhắm chuẩn, đè chính xác vào người thợ săn. Cây bánh mì này nặng mấy chục tấn. Thấy thợ săn sắp mất mạng, người khổng lồ không màng chuyện cũ, lấy oán báo ân, dùng sức đẩy cây bánh mì ra, cứu được thợ săn. Sau chuyện này, người dân rốt cuộc cũng đã tin lời Jack. Người khổng lồ rất lương thiện, sẽ không làm hại con người. Người khổng lồ sốt ruột muốn về nhà. Jack liền mượn một ổ bánh mì từ người dân, lại chôn xuống đất. Người dân vây quanh chiếc bánh mì, cùng cầu nguyện. Quả nhiên chẳng bao lâu, cây bánh mì lại mọc ra. Người khổng lồ lưu luyến tạm biệt Jack. Sau này có thời gian, anh ấy sẽ lại xuống chơi với Jack. Mẹ của Jack đem đến một con gà mái, bảo người khổng lồ đem về cùng ăn với người nhà. Trên trời có máy bay nhưng lại không có gà mái. Người khổng lồ nhận lấy con gà mái, miệng lẩm nhẩm thần chú. Không ngờ chú gà mái lại đẻ ra một quả trứng vàng. Người khổng lồ tặng lại quả trứng vàng cho Jack, báo đáp sự lương thiện của cậu bé. Trong lời chúc phúc chân thành của mọi người, người khổng lồ trèo lên cây bánh mì, rất nhanh đã biến mất trong không trung. Câu chuyện về người khổng lồ dần dần được lưu truyền đến khắp nơi. Mọi người vì để có thể gặp lại người khổng lồ, lần lượt chuẩn bị củ cải và bột mì đặt trước nhà. Người khổng lồ tham ăn, thường xuyên bỏ xuống vào nửa đêm để ăn. Nhưng anh ấy chưa bao giờ ăn chùa. Mỗi lần ăn xong để sẽ để lại một quả trứng vàng coi như báo đáp. Còn về Jack, mỗi năm người khổng lồ đều sẽ tặng cậu một hộp trứng vàng. Vàng bây giờ đắt như vậy, thật sự nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi. Jack dựa vào sự lương thiện và dũng cảm của mình, cùng sống một cuộc sống không lo không nghĩ với người nhà. Bộ phim thuộc thể loại phiêu lưu giả tưởng Jack và cây đậu thần, chuyển thể từ một câu chuyện dân gian Bắc Âu, tình tiết ấm áp và nhẹ nhàng. Các bạn yêu thích có thể đến xem thử nha. Tôi là Huyền Muội, hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ sau.